nay mình đi đến cửa hàng xe gắn máy Hùng Đạt ở số 114 đường Trần Hưng Đạo, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ để hỏi giá các dòng xe nhập khẩu cho các bạn tham khảo nha. Hôm nay là ngày đầu tháng 6, cụ thể là ngày 3 tháng 6 năm 2019 thì mình có cập nhật giá lại các dòng xe nhập khẩu từ Indonesia và Thái Lan cho các bạn cùng tham khảo giá. Sau đây là một số dòng xe như Sachia, Sonic, Vario, MX King và một số dòng xe khác như là Quay-i và Scoopy. Cửa hàng chưa có trưng bày ra nhưng mà vẫn có hàng để cung cấp cho quý vị và các bạn nha. Giá này chưa bao gồm phí đăng ký trước bạ biển số nha các bạn. Giá thì nó có thể thay đổi từng ngày, thì mình cũng có để lại cái số điện thoại trên phần mô tả đó, trong phần mô tả của video đó, cho các bạn điện có gì thì các bạn điện thoại cho cửa hàng để liên hệ trực tiếp luôn nha các bạn. Rồi chiếc Sonic là mình giá nhiêu em? Sonic nếu mà cập nhật trong cái đầu tháng 6 này thì nó giá từ 58 cho tới 60 triệu anh. 58 cho tới 60 triệu. 58 là dòng nào? 58 là dòng nó gồm có màu đen và màu đỏ mâm đen. Màu đỏ mâm đen. Đen và đỏ mâm đen. Màu đen mâm đen. Đen mâm đen và đỏ mâm đen. Nói chung là mâm đen. Đúng rồi. Mâm đen là 58. 58 triệu. Mà chưa giấy ha. Đúng rồi, chưa giấy tờ. Nếu mà giấy tờ đó khoảng nhiêu nữa? Tùy theo mình ở thành phố hay là ở huyện hay là ở thị xã, nó tầm có khoảng từ 2 triệu tới 1 triệu rưỡi cho tới 3 triệu. Từ 1 triệu tới 3 triệu. Rồi, rồi chiếc mâm đỏ này. Nếu mà mâm đỏ này thì nó mắc hơn 1 triệu so với mâm đen là 59 triệu. Đỏ là 59 triệu. Nó còn một phiên bản nữa là trắng đỏ. Trắng mâm đỏ, mâm đỏ luôn. Thì nó là 60 triệu. Là 60 triệu. Là hết giờ, hết rồi ha. Đúng 3 rồi. Dòng nữa ha. 3 dòng. Rồi. Trả góp được mấy chục phần trăm giá trị xe? Nó mình có thể đóng từ 30% cho tới 40 hoặc 50. À. Từ 30% tới 50%. Đời mình là 2019 luôn ha. 2019 anh. Đây là 2019 nha các bạn. Hôm nay là giá của tháng 6 nha các bạn. Xe này là đúng chính hãng, hàng Indo anh. Tại vì mâm vỏ đều xác nhận là của Indo hết. Mâm đóng chữ Indo đúng không? Mâm đóng chữ Indo thì nó nằm bên đây lận anh ơi. Nó nằm tới bên đây lận. Tức là Indonesia thì nó nằm bên đây. Đây. Dạ. Trước, trước. Ở trước, ở trước thì ở trước đây. Trước thì nó nằm tuốt ở trong lận anh, khó thấy lắm. Nghe anh, ở trước thì đây. Đây. Vỏ thì mắt Indonesia là mâm Indonesia. Vỏ mắt thì Indo. Indonesia. Nói chung là đa hàng đảm bảo rồi, chính đảm bảo gốc hết ha. Chính gốc hết. Rồi hồ sơ mình về mình làm giấy tờ này là có liền không? Nó tầm thí dụ như mấy cái xe nhập khẩu thì nó tầm có khoảng từ 15 cho tới 20 ngày. Mới có làm giấy được. Đúng rồi, nhiều khi cũng có xe hải quan có sẵn. À. Rồi. Ngoài ra mình có dòng em mà ít kinh nữa, cũng của Indo. Dòng này giá nhiêu? Thằng này thì nó cũng có hai phiên bản. Phiên bản xanh mâm đen và mâm đen và mâm xanh, thì mâm xanh này nó mắc hơn 500. Mâm xanh là mắc hơn 500. Dạ đúng rồi. Rồi 500 nhiêu? 50 triệu 500. 50 triệu 500. Rồi đây 29 nha. 29. Còn mâm mâm đen này đó là 50 triệu. Mâm đen 50 triệu. Cam cũng vậy luôn. Một miếng mâm đen là giá rẻ hơn. Dạ đúng rồi. Đây giờ cái ánh nắng nó hơi chói ra, ra cái màu cam này nó thấy nó hơi bị tái nha các bạn. Hai màu cam nó trong nè. Rồi mình vòng 27, 28 mình còn, 28 mình còn em. Nó đã hết hàng anh ơi. Hết hàng luôn. Dạ đúng rồi. Nó đã bỏ mẫu á. Bỏ mẫu luôn rồi. Dạ. Rồi qua đây.
Sa Chi. Sa Chi. Hôm nay giá mấy? Sa Chi hôm nay bữa nay nó đem giá chính xác nó là 53 triệu. 53 triệu tất cả nguyên bản luôn hả? Đúng rồi anh. Ở đây em có đủ 6 màu. 6 màu. Là màu xanh nè, màu vàng nè, màu đỏ nè. Màu đen đỏ. Đen đỏ, đồng giá hết hả? À? Đồng giá hết anh. 53 triệu chưa bao gồm chi phí. Chưa bao gồm chi phí đăng ký. Thì nó cũng tầm có khoảng từ 1 triệu cho tới 3 triệu. Đời này đời mấy? 2019. Rồi Vario là hôm nay giá sao em ơi? Vario hiện tại bây giờ mình có hai dòng, một dòng là 125, một dòng là 150. 125 hiện tại bây giờ nó em có phiên bản 2019 đó, nó gồm có là màu đen, đen nhám và tem nổi. Đen nhám và tem nổi. Thì tất cả những đồ em nói như những người nhiều khi người ta bán mâm Trung Quốc đó thì nó sẽ rẻ hơn có khoảng 1-2 triệu, nhưng mà không có chữ Indonesia. Ví dụ như ở đây em hướng dẫn là mâm nè, mâm Nhật, mâm Indo thì nó sẽ có đóng chữ Indonesia ha, Made Indonesia. Còn nếu mà mâm Trung Quốc nó sẽ bôi cái chữ này. Và vỏ này cũng không phải là vỏ Indo luôn thì nó mâm bán. Là mâm Trung Quốc hả? Dạ, có mâm loại mâm Trung Quốc luôn. Đâu quay lên đây. Dạ. Đây vỏ và mâm. Mâm nó có chữ Made Indonesia. Con này là 125. 125. 25 mà tem nổi. Là 125 tem nổi đời 2019 phải không? Dạ đúng rồi anh. Là chiếc này hôm nay giá nhiêu em? 43 triệu anh. 43 triệu. Chưa bao gồm chi phí đăng ký. Dạ đúng rồi. Rồi đây. Còn đây là 150. 150. Dạ 150. Thì nó có thêm hai màu mới nữa, ngoài bốn màu cũ và hai màu mới, gồm có màu vàng cát và màu xanh cát. Tem thì nó là loại tem khối. Tem khối thường là nó là tem màu đen, hơi đen hơi khối ra, tức là nó không phải như là tem cũ là nó sáng luôn. Dạ đúng rồi. 150 thì nhiêu? 150 thì nó có hai phiên bản như em nói á, là màu xanh cát và màu vàng cát, thì nó là giá là 54.500. Còn dòng kia? Dòng kia thì nó gồm có bốn màu đen đỏ trắng, thì thằng này nó rẻ hơn cỡ khoảng 2 triệu. Rẻ hơn 2 triệu à. Giá em cập nhật thì nó trong tháng 6, nhưng mà giá thị trường của xe nhập khẩu thì nó có thể lên xuống. Cái màu tem nổi này là nó cũng có đủ màu luôn đó hả? 150. 150 thì em tổng cộng nó có 5-6 màu. Không, cái tem nổi là 125 này. 125 thì nó cũng có 3 màu anh, tức là 3 màu mới bây giờ, nó gồm có đen, xanh cát và màu vàng cát. Nhưng mà hiện tại bên em chỉ có màu đen thôi. Rồi trả góp là cũng được các tỉnh luôn không? Em trả góp trên các tỉnh, tất cả các tỉnh miền Tây luôn anh. Tất cả tỉnh miền Tây luôn. Thủ tục đơn giản. Thủ tục rất đơn giản, chỉ cần chứng minh nhân dân và bằng lái xe. Trả trước tối thiểu là 30% cho tới 50%. Làm xe cho hồ sơ trong ngày luôn hả? Đúng rồi, mình chỉ làm trong hồ sơ có khoảng 20 phút mình sẽ nhận xe liền. Đây một số hình ảnh cái dòng Vario nha các bạn. Lãi suất theo ngân hàng trả hàng tháng. Lãi suất mình tốt không? Lãi suất tốt anh, nó lãi suất cạnh tranh nó tầm 1 chấm mấy cho tới 2 chấm mấy. Có Gmod, nó tích hợp Gmod trong đây, có chức năng chống trộm luôn, chìa khóa Gmod chức năng chống trộm luôn. Những xe đó nó cũng nó chống trộm này chắc. Dạ đúng rồi, khi mà ai đụng vô chiếc xe nó sẽ báo, nó sẽ kêu lên. Bên này đâu có bình nào. Dạ đúng rồi, những xe mới mình không có gắn bình. Bên mình này nói chung ra dòng xe mới mình còn những cái dòng như Copy hay là dòng Quay Y đều có đầy đủ, nhưng mà tại vì chưa có kịp trưng bày ra cho mấy bạn coi thôi.
Quay y mình có giá luôn chưa? Quay y của mình nếu mà đĩa mâm thì giá nó là 65 triệu. Còn nếu mà đĩa câm thì giá nó là 63 triệu, nó sẽ rẻ hơn 2 triệu. Copy thì mình bán là 43 triệu. Copy 43 triệu. Của Indo phải không? Hàng Indo. Còn quay là Thái. Quay là Thái. Nhưng mà tại vì chưa kịp để mà đưa cho mấy bạn xem hình.